Hôm qua nó bị như này. Nhiều rượu đúng không? Nhiều cái rượu đúng không? Lấy cái tăm bông ra đây em. Lấy cả tăm bông ra đây đi à. Cứng nhỉ, cứng đâu luôn. Đau không? Anh này xăm cái lưng đau không? Hơi đau vậy. Hơi đau. Nhưng mà xăm làm nhiều lần chứ đúng không? 3-4 lần. Thả lỏng nhá. Rồi, ngồi này. Ngồi ra luôn à? Em nhìn thấy ông Minh. Ừ, em nhìn thấy rồi. Ngồi ra luôn đấy. Sợ nhỉ? Ừ. Mình có thuốc nó mềm mà rồi. Mẹ ơi. Chưa hề đụng vào ngòi một tí nào nhé. Nó muốn ra lắm rồi đấy. Đó chắc là cho mình uống thuốc ạ. Nó bị mềm ra. Thì nó đang teo dần đi mà. Vừa chọc một cái kinh một áng ngó ra luôn. Nếu tôi bảo 3 ngày cũng được rồi. Không, tôi kinh lắm. Tự nhảy em ra được à anh ơi. Thế nó không hết chân, nó lại sưng to hơn thì chết à. Nhiễm trùng nữa chứ. Chắc là hôm mấy hôm trước em uống thuốc kháng viêm chống tiêu, chắc là ông Nam bị kiểu bị ấy ra. Chưa kể nó còn nhiễm trùng nữa. Cho chị một chiếc găng nữa ra đây đi, lụa vi. Chặn phát dịch này. Tặng cho phát được dầu luôn. Nhiều rượu đúng không? Nhiều cái rượu đúng không? Lấy cái tăm bông ra đây em. Lấy cả tăm bông ra đây đi à. Cứng nhỉ? Cứng đâu luôn. Thế này rồi. Em ơi chị đến để triệt lách. Triệt lách ở đây luôn à chị? Giờ đây chị sẽ cô xem nào. Đắp mặt cơ bản mà chị tuất à? Thẻ này thẻ đắp mặt chị mà. Của chị đâu nhỉ? Ừ. Chị có đắp mặt luôn không? Để em giữ thẻ luôn. Không, chị không mời chứ mà chị chỉ làm mà lách thôi. Bận quá. Ừ, tiền hay nhỉ. Sắp xong rồi.
tôi xem nào. Rồi, hôm nay là bao nhiêu? 11. 11 tháng 3. Ừ. Ê, Vita cầm điện thoại cho chị Huyền trên nên triệt cái nách đi. Cho cô một cái ra đây lộn. Cái bát. Bát. Cầm ngang ra đấy đúng không? Thẻ. Nhìn nhìn vào đây, còn nó mất cái nốt đấy. Nhìn đây. Quay ngang ra, phải quay dọc cái đó. Ra cái máu độc rồi này. Đấy, bằng chưa? Mi nhìn xem bằng da chưa này? Bằng. Đấy, nhưng về vẫn phải uống thêm kháng viêm 2 ngày đấy. Vì mình nặn da như này là nó là vết thương hở mà. Không, sao không thấy đau nhỉ? Đau á? Chị tiêm thuốc tê rồi mà. Tê này à? Ừ. Tiêm tê thì lấy không biết à? Chị tiêm nước tê rồi. Thế này nó có tê hết toàn thân. Còn cái chân ấy. Chị nhỏ. Ừ. Ra viện xét nghiệm máu các kiểu cơ. Chị biết các kiểu mụn này rồi. Mụn này ra nóng trong ấy. Ừ. Trước đây nếu như anh này không ấy ít ngày nữa là thành mụn thịt em ạ. Thì nó bắt đầu nó cứng lại ấy. Ừ. Thì thành mụn thịt đấy. Xong rồi đây nhá. Còn chân không? Hết chân em. Từ từ đã để chấm cồn đã. Đúng kìa. Ừ. Đấy, có mỗi một cái nốt mụn con ban đầu này. Đấy, bây giờ nó hết chân nhá. Lần này cái ấy này. Cồn vàng em ơi, này cồn vàng. Đây. Về nhà em phải chịu khó chấm cho anh cồn vàng mấy ngày nhá em đi nhá. Đấy. Mỗi cái nốt mụn con ban đầu mà ngần này cái ngần này cái nhân này mọi người. Đấy. Sợ không? Cho anh này xem cái nhân. Này anh ơi. Này, bã kinh nhau. Chẳng bão. Ừ. Nhẹ hơn không? Nhẹ. Ừ. Đấy, em về em chấm cái cồn như này cho anh ấy nè. Đợi để em băng đã nha. Nội đỏ rác. Ừ, cái gì ấy nhỉ? Đen à? Nội đỏ không oxy đâu, cho cô rồi. Gầy gầy mà hay ăn vặt thế. Ai? Cái bánh Oreo của ai xong ăn tủ ấy. Chị Huyền. Huyền à? Tôi mới vô ra để lý được.